kiểu như cãi nhau mẹ chửi nhau ghê nha, sắp thì mẹ sắp đánh lộn nha. Mày sao? Mày sao? Mày sao? Ờ cậu vậy thôi dỗ bé liền. Sẽ đóng cửa vào lúc 3 giờ thì phải đúng không? À, các bạn nghe lên. Đóng cửa trước đấy. Các bạn lên kế hoạch nghe kỹ nha, các bạn nghe kế hoạch kỹ nha. Kiểu hiện tại thì vậy bây giờ mình đi bên phải mình lên đây trước đi để hôm nay đóng cửa nè, 3 giờ. À, đúng rồi, hợp lý. Sao rồi chắc chắn là đéo theo kế hoạch đó đâu. Để mày nói cho vui thôi. Chứ chắc chắn là đéo theo kế hoạch đó đâu. Đi tùm lum tùm la con mẹ luôn. Biết không? Lúc đầu đi. À chúng ta sẽ đi mày mà trò chơi dân gian không? Các bạn biết trò chơi dân gian là gì không? Mẹ nó. Mẹ nó lắm. Đéo hiểu sao không? Đi hình con mẹ mà trò chơi dân gian đây nè. Bài này có thích tí nè. Đây là trò chơi dân gian nè các bạn. Really nigga. Quang tình hai mặt là sao con ơi? Tên tên tên. Bị ấu dịch nhẹ bị ghê luôn. Tính ra. Mày ấu được được. Mày ấu dịch điểm cao nha. Mày ấu được cao nha. Đó, ông đang được top 1 nè. Ông đang top 1, ông đang top 1. Số 13 top 1. Rip luôn kìa. Đi ơi, nhảy á, tại mất quay rồi sao nhảy. Má nhiều trò chơi dân gian lắm thề. Nè, trò chơi dân gian nè. Đi hết tin được, hẹn nhau đi trò chơi dân gian. Thiệt chứ, đi hết tin là đi đây vô khúc này là khoảng 12 giờ nè. Mình phải chơi 2 giờ mới về. Chỉ là ngồi chơi mấy cái trò xàm cứt lắm. Ta... và cái phố đi bộ này, cái phố đi bộ này nhìn giống như là kiểu cho mấy du khách nước ngoài vậy. Hợp team. Tết, hợp team. Sợ cười tay rồi. Ốc, giờ mình làm sao ốc, lên cái mặt ra ốc. Ốc. Con. Giờ đầu tiên là mẹ vô có ba lô và lấy hết đồ cho ba lô ra. Mấy gò. Quen á. Mấy gò hả? Đây đâu có gò đâu. Dạ. Không, ở đây coi, ở đây không có coi nhưng mà người đi đường mày, mày có mang sai lệnh không vậy? Nhưng mà đến sao mình có ECM mà. Đâu hỡi rồi mày. Chứ đi tới đây còn mày ảo game. Tối đánh bài. Mà các bạn biết đánh bài á, thì cái này nếu biết cái nên kể hay không chứ. Mà cái bài, tại vì bình Nam á, đánh chỉ có đánh một loại bài à. Là cái bài ba lá. Thì mình giải thích sơ cho mấy ông nào ở miền Bắc á, thì biết là bài ba lá nó như thế nào đó. Còn tại vì luật là đánh hai luật khác nhau mà tụi mình phải ngồi học. Ví dụ như ốc du địch thì các bạn biết là ốc này ốc cờ bạc. Thề của mẹ luôn. Ốc du địch đó mặc dù là đéo biết chơi cái bài nha, tức là ngồi chơi là cũng phải can kiểu ngồi học chung với mình á. Mà để mẹ ốc du địch chơi theo cái kiểu mình đéo hiểu tại sao rồi mẹ ốc du địch có thể mình gọi là mình chưa đi mình đánh poker tournament luôn á thề. Cái bài đó thì chứ cái bài nó chỉ có đơn giản là chỉ có chia ra xong rồi mẹ nặng ra đập xuống không. Tới đó mẹ ốc du địch. Ốc du địch lúc đầu chơi một mình, xong rồi lát nữa kết hợp với Windy. Nó mày hai đứa nó ngồi nó vẽ bùa, mày nó kết hợp với nhau. Cái bài người ta vốn là kiểu mẹ may mắn. Mà đéo hiểu sao có thể chơi được mà mày ăn 20 gián liên tiếp. Mình đéo hiểu tin được luôn thề. Mà nó ăn một cách khó chịu lắm kìa. Ví dụ như là cái 10 nút thì để mày ốc 10 nút to hơn. Hoặc là để mày 3 cây. Hoặc là một cái thể loại hoặc là bằng điểm nhưng mà để mày hơn chất. Mà đéo hiểu tin được là mấy ông mới tin được là để mày chơi mà 20 gián liên tiếp. Thề luôn á, chơi mà kiểu như cứ mỗi lần mà nhìn qua ốc mình kiểu me, mình ngồi kế ốc đó chứ. Mình thì mày hai đêm liền thì mình đánh thua thì mày hai đêm mình giả mang luôn. Còn ốc thì kiểu ha 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 mày mẹ cứ ngồi đọc con gì ra con đó vậy. Xong rồi lát nữa Windy vô nữa thì mày hai người kết hợp với nhau luôn. Mẹ nó Windy thì kiểu như ngồi tính toán rồi mà mày chơi bài ba lá thôi thì mày tính toán như búp chi vậy. À bây giờ ví dụ như đây nè, à con này nè. Bây giờ nó sẽ cần con này nè, được. Còn con này nó sẽ như thế này nè. Đó, như thế này nó sẽ như thế này nè. Địt mẹ nó, nguyên cái bàn phải ngồi đợi thì mày hai ông được ngồi nặng bài. Mình với Phân kia mà mày đúng đen luôn. Mình với Phân kia giống như kiểu mày cặp đôi cùng đi lùi vậy. Cái thằng này mày thua là thằng kia cũng vậy, ngồi cười theo. Mà một cái ốc với Woody á, mày chơi cực kỳ ít nha. Thì mày ăn vãi lò luôn. Giống như hai đứa nó sinh ra để chơi bài vậy. Mà cái cảm giác cái lúc đó mới khó chịu rồi. Thề mẹ nó mình thì kiểu như căng thẳng vãi liền không. Còn bên kia kiểu như là ồ thua rồi thôi, mày thua mà để phải thua được
cứ mỗi lần mà đập ra trời ơi không, mặt dán này chắc thua rồi, ốc kìa, ốc được mày ốc vui đi, chết mẹ ơi, bài này thấp quá, ờ chắc này thua rồi, đập ra thì mày bài cái thấp hơn rồi, ô thì mẹ mày hên quá, tiếp tục mày làm vừa dán như trang vậy luôn. Mình về mình ngồi phải suy nghĩ, mình cũng phải về mình cũng phải tính toán là làm sao mà có thể mà cái bài nó chỉ đơn giản là không xài não luôn á, tại cái bài đó có xài não đâu, cái bài đó chỉ có chia ra xong rồi mày đập ra liền luôn á, không cần xài não hay gì luôn á, mà có thể ăn được như vậy trời. Nếu bây giờ đến bài nữa thề, nếu bây giờ đến bài với mấy chuyện mấy ông ấy luôn kinh vãi lì thề. Mày đánh bài toàn là mấy ông thì mày du cờ bạc không à, chơi mày khó thở vậy, mẹ nó đêm nào cũng thôi mà mày chịu mấy, mà đánh rồi coi chứ là nó nhanh lắm nha, kiểu như là nó đang kiểu lúc đầu ăn thua về vốn nha, xong rồi chỉ có một giây phút mà kiểu như mình sơ đảng đi khoảng một tiếng đồng hồ thôi, tao nói mày tiền nó bay cực kỳ nhanh, trong vòng một khoảng khắc thôi thua một triệu mấy thì mày không thể dừng lại không. Nhiều khi mình bắt đầu suy nghĩ lại điều mà sao mình có thể để cho mọi chuyện nó có thể gọi là sai lầm đến như vậy, nhưng mà không phải kịp dừng à, lúc đó rồi mà tiền nó đã vô túi người khác hết rồi, người đi chơi chung với nhau rất là chịu khó, thực sự nói là chịu khó và nhiệt tình, cho nên là gần như là cũng không có gọi là sơ xuất hay là cái gì hết, kiểu như không có giỏi nhau á, mặc dù là giỏi nhau nhiều lắm thề, nghe mấy ông kể nhau mà kiểu kể nhau kiểu nên là mình không hiểu là do miền Bắc vậy sao á, chứ Bino với lại Quang với lại mày Nghĩa cãi nhau thề đúng mắc cười luôn, mà nếu biết là mấy ổng cười cãi nhau kiểu mày gắt gỏng luôn thề, kiểu như cãi nhau mày chửi nhau ghê lắm nha, sắp thì mày sắp đánh lộn nha, mày sao câu vậy thôi dỗ mấy liền mày, kiểu sắp đánh nhau tới nơi rồi, xong thì mày sẽ có một thằng đó một câu cực kỳ mày mắc cười thôi, xong mọi chuyện nó bắt đầu nó tan ra, mà liền mày ngày nào cũng vậy hết, mệt vậy. Đó thì thôi, cảm ơn anh em có một chuyến đi rất là thú vị, mặc dù là ra cũng thiếu khá là nhiều người nhưng mà không sao, được thì sắp tới sẽ có một chuyến đi nữa,